Hòa 5-6 tuổi hả bác? Chị 5-6-7 tuổi. Đợt này bác bị đau bụng hay bị như nào đi soi đi? Chị không kiểm tra. Và không có triệu chứng gì đâu, chỉ đi kiểm tra định kỳ thôi ạ. Tốt quá. Trước giờ bác đã soi đợt nào chưa? Chị chỉ soi đại tràng. Chưa soi đại tràng. Đúng ra là 45 tuổi đã cần đi tầm soát rồi. Có bác 5-6 tuổi mới đi là cũng hơi muộn một chút, nhưng mà thôi không sao. Có những cái đoạn đại tràng gập góc của nó đau ở những đoạn đấy. Qua những đoạn gập góc đấy thì nó sẽ hết đau thôi. Thử hơi nước, thử ok rồi. Dùng hơi thấp. Bật đèn và bắt đầu. Qua hậu môn là sẽ đến trực tràng này, cứ thế thả lỏng người rồi. Rồi đang ở trực tràng này, vẫn còn dịch, có hết cái dịch, dịch ở trong này, tương đối trong rồi. Nguyên tắc là nhìn thấy đường thì đưa tay soi đây, đường đi rất là rõ ràng đây. Nó ở vị trí 4 giờ rồi. Nhìn thấy đường rất là dễ dàng. Chỗ này thì có hai cách, một là chúng ta sẽ xoay dây theo chiều kim đồng hồ để đến được cái vị trí 4 giờ này, hoặc là chúng ta sẽ xoay dây một vòng tương đối lớn ngược kim đồng hồ thì nó sẽ tiếp cận được. Đây, đường đi nó ở vị trí 12 giờ. Có được cái dịch này để nhìn rõ đường đi. Dịch trong, tương đối trong. Đường đi nó vào khoảng độ 8 giờ 9 giờ thì chúng ta sẽ hơi áp dây vào. Xoay dây ngược chiều để nó về vị trí đấy và chúng ta đưa dây ra. Nhìn thấy đường này tiếp tục không? Nó vẫn ở vị trí. Đấy, nhìn đây nó lại quay ngược lại sang cái vị trí. Sang vị trí 4 giờ đây, chúng ta qua đây chúng ta xoay dây một chút. Hơi khó chịu đoạn này, nếu đưa dây đoạn này nó tạo cuộn ống nó sẽ gây đau này. Sẽ thử rút ống mà xem, thử rút ống mà lên được thì nó đỡ đau cho người bệnh. Không lên được. Đẩy dây này nó sẽ có đau với bác ạ. Đấy, chịu khó nhé bác Hòa nhé. Đấy, khó chịu đây. Đấy, hơi đau mày xuống. Nó vị trí 6 giờ, chẳng hơi đau mày xuống vị trí đường đi đây. Vị trí 12 giờ. Đưa dây đây, chưa nhìn thấy. Đây, đoạn này nó đang gập góc ở đây. 12 giờ đấy. Nhìn thấy nó tạo cái góc đây cho nên qua đoạn này sẽ khó chịu được. Nó gập góc khá là đột ngột ở vị trí này, ở vị trí 12 giờ này. Rút dây xem nó có sẽ rút dây bớt này rồi. Đây là để nó có cách nào khác để cái góc này nó bớt gập góc. Cái đau đoạn này bác ạ, đoạn này đại tràng của bác nó sắn vặn ở đây, nó sẽ hơi đau đây. Rút dây xoay dây theo chiều kim đồng hồ xem đến đâu đấy, nó lại gập góc tiếp rồi, góc nữa đấy. Qua một cái là nó lại gập góc tiếp ở vị trí 9 giờ đấy. Và đại tràng của bác như này là tương đối khó đấy, mà đau đấy, như này sẽ đau đấy. Đấy, rút dây này, rút dây mà tụt thì không thua. Rút dây xoay dây ngược chiều kim đồng hồ nó không thua. À, đưa dây thêm hơi khó chịu chút, chịu khó nhé bác nhé. Đại tràng của bác nó hơi xoắn vặn, gập góc nó hơi khó chút, hơi đau đấy, nó hơi đau đây đấy. Qua đây này. Đau nhiều không bác ơi? Đau nhiều không bác Hoa ơi? Bác Hoa có chịu được không ạ? Được. Có chịu được thì cố gắng là rút được cái cuộn ống này nó đỡ. Đại tràng của bác nó khá là gập góc ấy. Đây, đường đi nó vị trí 6 giờ đây. Rút dây từ từ để xem tháo được cái cuộn ống này nó đỡ đau. Thưa là giờ. Biết được đi là vị trí 6 giờ mà chúng ta không đẩy tiếp thì người bệnh sẽ đau. Nên là chúng ta sẽ xoay dây theo chiều kim đồng hồ xem có được không? Cũng không được. Ôi, tốt rồi, tốt rồi. Thôi bình tĩnh, hút bớt hơi.
khá là góc đoạn này. Đang rút được dây đặt bớt cái cuộn ống này. Chưa. Chỗ này là chỗ sigma vào đại tràng trái. Hay là hoặc vào góc trái đoạn này. Đấy rất là. Bây giờ đây đến 50 cm rồi. Của bác này lần này mà không lấy được nữa thì sẽ đổi tư thế, bởi vì có xoay 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 qua được theo chiều kim đồng hồ đấy. Ok, rút được cái cuộn ống rồi đây nhưng mà nó không đi thêm được, không đi qua cái góc này. Đỡ đau rồi đúng không bác? Giờ còn có 30 cm nữa, vẫn là cái đoạn góc này. Đưa dây này nó sẽ lại đau đấy. Chưa có, chưa rồi. Đây, các đoạn góc trái nó khó khăn này. Thôi đẩn nữa, nằm ngửa đi, là thay đổi tư thế chứ bác. À, rất là khó khăn. Đây là nằm ngửa, thay đổi tư thế. Để bàn chân nó đi, bác nằm ngửa người. Mình dịch mông vào giữa. Đừng gỡ chân, co chân lại đi. Mà dịch vào giữa chưa nhìn thấy đường đi, chúng ta rút ra là lại tìm lại đường đi. Hai vốn này ngã sang hai bên. Đường đi đây. Bước đẩy tay lên đầu. Thông thường góc trái thì nằm nghiêng phả là sẽ dễ dàng nhất. Hiện tại chúng ta cứ nằm ngửa trước để xem. Nếu qua được thì chúng ta không cần là nghiêng trái. Không qua được nữa thì sẽ phải thử nốt là tư thế nghiêng trái. À, nó gập góc đây này. Đường đi ở chỗ 4 giờ 5 giờ đây. Rồi, khó chịu đây ạ. Bác soi tốt đấy, bác này chịu đau tốt đấy. Đại tràng của bác nó khó khăn như này, lần sau nếu mà soi bác có thể chọn cái gây mê. Đây, để dây này nó đau rồi. Vâng, nó đau ở đây nó đau. Chịu thật đấy. Nó gặp bác đây, nó không mở ra. Bơm một chút nước xem nó có mở ra này. Kích thích xem nó có mở ra. Tìm đường những chỗ này rất là khó, theo cái sự hội tụ của nên niêm mạc. Vâng. Chưa qua được. Chưa qua được. Đây nó có góc đây, nó hội tụ ở đây, cái đường đi này nó bị xoắn ở đây. Đưa qua đoạn này, qua được cái đoạn này mới hết đau được. Wow. Đấy, đường đi đây, nhìn thấy đường đi đây nhưng mà qua đây sẽ đau bác ạ, chịu khó nhé. Chịu khó bác nhé. Bác sĩ thì không muốn làm bác đau đâu, nhưng mà cái đoạn đại tràng này mà qua thì kiểu gì cũng đau. Nếu mà bác chịu được thì bác cứ nói với bác sĩ, còn nếu mà không chịu được thì... Wow. Vẫn... Đại tràng của bác này khó quá. À, rút bớt dây để xem nó qua được không? Không qua được. Hít thở. Rút chưa? Xoay dây ngược chiều không được, đây đang thử lại nữa, rút dây xoay ngược chiều thôi. Xem qua được cái góc này mới đỡ đau được. Đấy, nó đang có vẻ đến không? Đấy, rất chậm rãi đoạn này. Qua được cái đoạn này mới đỡ đau được. Đây nhìn thấy đường đi, nhưng mà đẩy dây nó lại khép lại. Đây, đây rất là khó rồi. Hỏng rồi, lại qua cái tua thật. Bác nghiêng sang bên trái đi bác ạ. Bác nghiêng sang bên sang bên phải. Nâng chân lên để quay mặt ra cửa. Nâng chân lên. Đi cả người. Phần vai ra sau. Nuôi dịch mông ra sau. Sau mông ra sau tí nhé. Chân
chân đấy im này, chân đấy im. Tìm lại đường đi, chưa nhìn thấy đường đâu đây. Đường đi này tiếp tận vị trí. Khá là có bóp vị trí. Không phải ép đoạn này, chỉ cần giữ đấy thôi, không phải ép. Đây đây không phải là đẩy dây cho nên chưa cần ép vào những đoạn này. Khi nào mình đẩy dây mà nó tạo cột ống thì mình cần ép vào những đoạn đấy. Đoạn này là đẩy dây nó sẽ đau đây này. Đường đi, wow. Thả lỏng người nhé, thả lỏng người bác. Để im chân thôi, để im nhé, để im bằng im thôi. Đau đấy, đoạn này đẩy dây là đau đấy. Hít thở nào, hít thở nào, hít thở nào. Thả ra nó đẩy đau quá thì rút, cố gắng rút mà không qua được con này này. Bác Hòa có đi cùng với ai không nhỉ? Có đi mình ai đi nha. Đây, đường đi. Đường đi. Đường đi. Đường đi. Đường đi. Đường đi. Này bác uống mấy lúc rút dây này, chỉ rút được cái cuộn ống. Rút đây, rút. Cảm giác xoay dây ngược chiều là cũng nó đến được trong mình. Kết hợp với xe dây cùng chiều nó qua được. Đây rồi, sắp qua được rồi đấy. Đến được cái đoạn có biết đây rồi. Qua rồi. Ok. Mấy giờ để uống hết không? Cái đoạn đấy là đoạn mà quá nhiều cái thử thách ở đây. Được mất rồi. Qua được cái góc đó đấy. Thế ở nhà thì chị thấy thế nào, đi soi hay là mình đến đến nhà đi kiểm tra xem có lít gì không đúng không? À, khó chịu đấy chút. Ai đường đi đây. Đây bắt đầu vào lại chẳng ngang rồi. Và để bác nằm ngửa đi cho nó dễ. Có chân này lên để nằm ngửa thôi. Đây vào trong đại chẳng ngang của bác rồi. Khó khăn vất vả nhất là qua được cái đoạn đấy rồi. Góc trái. Đây đang ở đại chẳng ngang. Bác có hay bị táo phân không? Mà cái đại tràng của bác nó xoắn mà nó cái chương lực của nó không được mà. Đây đang là đại tràng ngang, chị Thanh Long. Đưa dây ra. Dây ấp này. Chưa nhìn thấy đường ra, rút ra một chút. Lại xoắn vặn lại gặp bác. Đường đi của nó vị trí chỗ 1 giờ, 2 giờ này. À, đại tràng của bác là gấp bóc nhiều lắm, xoắn nhiều. Đưa dây này sẽ đau đấy. Là hút bớt rồi, hút bớt rồi rút ngắn bớt. Rút ra là tụt này thôi. Không, công việc của bác thả lỏng người, hít thở được. Bác là soi tốt đấy, đại tràng của bác không? Nó tương đối là khó. Đưa dây này là sẽ đau. Giờ đưa dây mà nó tạo cuộn ống thì sẽ cần ép, mình phụ ép vào đây, vị trí qua. Chân ngang một chút lại đến góc phải. Đến góc phải chúng ta cố gắng là xoay dây. Nó gặp góc nhiều cho nên đi lựa theo đường đi của nó. Có đấy rút dây xoay ngược dây xem nó đến được góc phải. Rút không mà thua, phải có vẻ phải xuống tụt đi thôi. Lúc là không đưa dây thì đừng ép nữa. Nó là giải dây nó tạo cuộn ống thì mới ép. Lúc còn đang rút dây thì không. Đấy, ép một cái nó thay đổi ngay cái lòng đại tràng. Nó rút dây là xoay dây một chiều xem đến đâu. Toàn bị tụt mất rồi. Đẩy ra. Cố gắng học. Ấy là cái móc còn cái góc này thì chúng ta rút dây. Đây rồi, đường đi đây. Vâng, chịu khó thế. Đoạn này sẽ đau, gặp khóc đây cho nên nó sẽ đau đây. Ôi, là rồi. Lên bụng đấy, mày bụng. Rút dây thì xoay dây xem nó đến. Nó rất chậm. Không được. Đoạn này khá là khó.
bác nằm nghiêng sang lại sang bên lại đi, sang lại nghiêng nghiêng lại sang bên trái đi. Nâng cái chân này đi. Bạn chồng chưa nhìn thấy đường nó rút ra một chút. Đây, hút mất cái dịch này. Có góc phải thì thường nằm bên trái là sẽ thuận lợi nhất. Có góc trái thì ngược lại, nằm nghiêng phải thuận lợi nhất. Khá là nhiều dịch khi nằm nghiêng đấy là dịch nó thay đổi cái phân bố này. Chuẩn bị trong này thì cái dịch chưa được sạch cũng còn nhiều cái cặn phân, phải hút cái này mới nhìn thấy đường. Cái này giống như là cái lòng đại tràng nó xương được nó giảm cho nên là nó ứ lại dịch rất là nhiều. Mình nhìn thấy cái gập bóc rất là gập bóc các bạn, đã rút hết rồi, hết khả năng dây rồi. Mà làm người lắm nhất, phải làm người để yên chân, phải làm người tím không biết là bóng gà lách này. Nằm yên tư thế bác ạ, bác thả lỏng người ra nhé. Nếu đau quá bác không chịu được bác nói nhé. Bởi vì bác sĩ thì không muốn làm bác đau đâu, nhưng mà cái đại tràng của bác nó, cái đại tràng này nó khó cho nên nó đau. Thả lỏng người được nó sẽ là cái cách thuận lợi nhất. Chút dây xem đến. Không được, tụt hết dây. Tụt dây. Tụt hẳn ra ngoài. Những bạn đau đau cứ cứ chịu khó hít thở mềm bụng các bạn. Vâng, đã. Vâng. Thì bác đừng dặn lên máy hàng hay dặn một chút này. Đau không hít thở khó. Chịu khó mà làm với con mềm bụng các bạn được. Tụt ra tận ngoài góc trái. Mềm bụng này. Mềm bụng. Cứ dây nó xong chứ. Chắc hoàn lắm, chắc hoàn lắm rồi này. Nên bụng này. Nhìn nó rất là khô này, cho thêm vít gel vào. Rút dây để xoay dây để nó đến đến nó phải này. Mềm bụng bắt nha, hít thở nha. Thở. Mềm bụng, mềm bụng. Tốt rồi. Đường đi của nó đang ở vị trí 6 giờ đây. Nó gấp bắc ở đây. Nó vị trí 5 giờ đây. Cả đau máy rồi, cả dùng cả. À, nó qua mất rồi đấy, qua mất cái đường xuống rồi đấy. Lại phải lại đi lại nữa. Khóc phải đây, đây đang khóc phải này cũng rất là khó khăn đây.
đây đây đây, đang chỗ 9 giờ 10 giờ đây. Nó xoắn kinh, đại tràng xoắn. Bóc xuống, quá xoắn. Bóc phải, rút dây được qua được. Tụt hết rồi. Chưa vào được cái góc đấy. Tụt ra ngoài. Vâng, giới thiệu. Đã đến được góc phải đấy, nhưng góc phải này sẽ rất là khó. Gặp góc nhiều quá. Tìm tím của nó đây. Đây. Hút. Những cái này thì nó chả theo quy luật nào cả. Có một lách ở đây. Đây một chút đã đến. Mọi người nó ở bên ngoài vị trí 1-2 giờ này. Đường đi là xuống ở phía đấy. Đẹp nó xuống, vào lại phải đi rồi. Đây rồi, mạnh tràng đi rồi. Ok, cọc. Đã đến rồi, xong hết. Quá vất vả cái đại tràng này của bác. Lâu 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 mới gặp cái đại ca đại tràng khó như của bác ấy bác ạ. Đây vẫn chưa sạch. Gốc ruột thừa đây. Còn những cái cặn phân chưa sạch. Mà sao hết đại tràng thì bây giờ bao nhiêu chỗ này bao nhiêu? 70. Đại tràng của bác là một cái rất là xoắn, gập góc nhiều. Ở đây là vào ruột non. Đây là sự van vô anh đây. Chưa sạch ạ. Trong này thì chưa sạch. Đây là ruột non đây. Đây, trong ruột non bác có thể nhìn trên màn hình quan sát được ruột non như này hoàn toàn tốt, đoạn cuối của tràng đẹp. Cuối của tràng này hoàn toàn tốt. Ra ngoài manh tràng bác nằm ngửa đi, xong rồi bác ạ, nằm ngửa cho thoải mái cho các cái. Thôi bác soi mẹ phải giỏi đấy, phải nói là tuyệt vời đấy. Cái đại tràng của bác nó gập góc rất là nhiều, cho nên là đây nó bác mới nằm ngửa phải nó đã tụt, không giữ được dây cái nó đã tụt tận tít ra ngoài. Kiểm tra lại một chút chỗ đại tràng phải. Đây, đại tràng phải. Có rất là dịch cử động. Tràng nó giãn, xương được nó giãn, xong nó lại còn hay gập góc. Xoắn nó làm nên cái đại tràng rất là khó. Manh tràng này hiện tại thì chưa thấy tổn thương gì cả bác ạ, bác có thể quan sát thế này. Giờ đã hết đau rồi chưa ạ? Đấy, nó đau những cái đoạn gập góc đấy. Hiếm trường hợp khó như bác mà phải nằm nghiêng trái nghiêng phải, nằm ngửa cái thứ, thay đổi tư thế liên tục. Không có gì đâu bác ạ. Đây, những cái cặn phân đây là chưa sạch, bơm rửa. Bác là cái đại tràng của bác là thuộc dạng khó bác ạ. Lần sau bác mà đi soi, hiện tại thì không thấy tổn thương gì cả. Nếu mà không có tổn thương gì thì lần sau, 10 năm sau mới phải nội soi lại. Còn hàng năm mình đi sẽ tầm soát bằng cái xét nghiệm mẫu ẩn trong phân. Nếu mà cái xét nghiệm bên nó có thì mình phải đi nội soi. Vâng. Lần sau đi soi thì chị có thể là lựa chọn cái nội soi gây mê. Nội soi gây mê thì nó sẽ đỡ vất vả, mình ngủ giấc dậy là xong. Không có vất vả, không có đau đớn. Đa số mọi người thì nó đau ít, đau vừa phải. Của bác là cái đại tràng bác nó hơi nó khó, thành ra nó giải phẫu đại tràng của mình nó khó, nó xoắn thành ra nó gập góc nhiều, thành ra nó sẽ gây mê, nó sẽ giúp cho không đau đớn gì cả. Các bác khác thì soi đơn giản lắm, nó nhẹ nhàng thôi, nó không vất vả như này. Trường hợp như đại tràng của bác là hiếm, không nhiều người gặp phải tình huống này. Này bắt đầu đến 40 cm cách địa môn này. Đây là bắt đầu cái góc trái này. Vậy qua góc trái này cũng vất, qua góc phải cũng vất. Này là đại tràng nó gập góc nhiều, nó móc cách rất là nhiều nên thành ra là dịch chết nó vẫn còn đọng là sigma, có một chút sigma. Nhưng mà thì chưa phát hiện tổn thương gì cả.
Ngoài này trực trang họ dịch. Đây đang ở trực tràng, đoạn cuối trực tràng ống hậu môn. Xong rồi bác ạ.